5 lý do tại sao Việt Nam có thể trở thành con rồng mới của châu Á. Việt Nam có những tiềm năng gì để trở thành con rồng mới của châu Á? Mất bao lâu nữa để đạt đến điều này? Những thách thức gì đang chờ đợi Việt Nam ở phía trước? Chào mừng các bạn đến với video của Dòng chảy kiến thức ngày hôm nay. Theo quan điểm của bạn, liệu Việt Nam có trở thành con rồng mới của châu Á hay không? Đừng quên để lại ý kiến phía bên dưới và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Cảm ơn anh chị và các bạn. Như chúng ta đã biết, Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan được xem là tứ hổ châu Á hoặc bốn con rồng châu Á. Với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ đến nay, các quốc gia này luôn duy trì vị thế của mình trong khu vực châu Á. Về Việt Nam, kể từ khi thực hiện cuộc cách mạng đổi mới từ năm 1986, nền kinh tế của chúng ta đã trải qua nhiều thay đổi và bước phát triển mới. Trong 20 năm qua, tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam luôn duy trì ở mức 7%, khiến nó trở thành một trong những nước mới nổi và phát triển nhanh nhất, ổn định nhất châu Á trong thời đại toàn cầu hóa đang bùng nổ. Việt Nam tiếp tục mở cửa với thế giới bên ngoài và tích cực hội nhập vào các trật tự thế giới. Chúng ta đã và đang tận dụng triệt để thời kỳ đặc biệt của quan hệ Trung-Mỹ, cũng như việc mở rộng các quan hệ quốc tế, ký kết hàng loạt các hiệp định thương mại để thu được lợi ích. Việc chứng minh sự tiến bộ trong quá trình cải tiến, mở cửa và phát triển nhanh chóng của mình. Vậy liệu Việt Nam có thể vươn lên và trở thành con rồng mới của châu Á hay không? Số 1. Vị trí chiến lược. Yếu tố đầu tiên quyết định là vị trí chiến lược của Việt Nam. Đất nước này nằm ở vị trí chiến lược vàng trong khu vực Đông Nam Á. Đầu tiên, Việt Nam giáp gần eo biển Malacca. Eo biển Malacca là một trong những khu vực đông đúc, nhộn nhịp nhất trên thế giới, với khoảng 100.000 tàu đi qua mỗi năm, chiếm 1/4 thương mại hàng hải thế giới. Việt Nam không nằm ngoài vùng này. Nước ta là một trong những quốc gia tận dụng được vị thế của eo biển Malacca để vận chuyển hàng hóa xuất khẩu tới các quốc gia ở Bắc Mỹ và châu Âu. Con đường vận chuyển qua eo biển Malacca là một lựa chọn thuận lợi vì Việt Nam có thể gửi hàng hóa tới cả châu Âu và Mỹ chỉ qua một con đường này. Thứ hai, Việt Nam giáp với Biển Đông và có một bờ biển dài lên đến 3.260 km. Với nhiều vịnh và cảng nước sâu, yếu tố này giúp Việt Nam dễ dàng xây dựng nhiều cảng chiến lược biển từ Bắc chí Nam. Những cảng biển này được liên kết với các tuyến đường bộ và đường sắt, làm cho quá trình chuyển giao hàng hóa, nhập khẩu hàng hóa đến các tỉnh và thành phố trở nên thuận lợi hơn. Không chỉ thế, đường bờ biển dài cũng thúc đẩy sự phát triển của một số lĩnh vực như là dịch vụ khai thác khoáng sản và hải sản, góp phần tăng thu nhập và tạo điều kiện cho sự phát triển của cư dân các vùng biển. Thứ ba, thủ đô Hà Nội chỉ cách các cảng Hồng Kông, Cao Hùng, Singapore và các vùng đặc khu kinh tế phát triển ở phía Nam Trung Quốc một quãng đường dưới 2 giờ bay. Điều này làm cho Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các công ty công nghệ lớn như Samsung, LG, Electronics, Intel khi họ có thể dễ dàng tiếp cận thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, Việt Nam nằm trên khu vực hành lang Đông Tây, tuyến đường huyết mạch nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương và trên các tuyến đường xuyên Á nối liền 28 quốc gia. Tuyến đường này là một trong những dự án giao thông chủ yếu của ASEAN với mục tiêu thúc đẩy kinh tế, văn hóa, du lịch của các quốc gia trong khu vực. Có thể thấy, Việt Nam nằm trong khu vực phát triển kinh tế sôi động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hội nhập và hợp tác chuyển giao công nghệ giữa các nước khác. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển các ngành kinh tế và các vùng lãnh thổ, cũng như tạo điều kiện thực hiện các chính sách mở cửa, hội nhập và thu hút vốn đầu tư của nước ngoài đối với Việt Nam. 2. Cơ cấu dân số. Một lý do tiếp theo khiến Việt Nam có tiềm năng trở thành con rồng mới của châu Á là cơ cấu dân số với nguồn nhân lực trẻ. Việt Nam đang ở trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng khi có 69% dân số trong độ tuổi lao động. Điều này được xem là cơ hội thuận lợi để nâng cao hiệu quả lao động, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế cho đất nước. Đặc điểm nổi bật trong thời kỳ vàng này là dân số có khả năng lao động trong độ tuổi từ 15 đến 64 tuổi, chiếm tỷ lệ cao, mang lại cơ hội lớn để nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực, yếu tố quyết định phát triển bền vững của đất nước. Bắt đầu từ năm 2007, nhóm dân số từ 0 đến 14 tuổi và nhóm dân số trên 65 tuổi ở Việt Nam chiếm 50%. Điều này có nghĩa là Việt Nam chính thức bước vào thời kỳ cơ cấu dân số vàng. Theo các nhà dân số học, cơ cấu dân số vàng thường kéo dài đến 30 đến 35 năm, thậm chí là 40 đến 50 năm. Điều đó đồng nghĩa với việc nước ta đã và đang có một khoảng thời gian thuận lợi khi có được lượng lao động trẻ, hùng hậu, đủ sức làm xoay chuyển nền kinh tế của đất nước. Với điều kiện của Việt Nam, phải biết nắm bắt thời cơ để khai thác tối đa nguồn tài nguyên về nhân lực quý giá này. Nhiều quốc gia châu Á khác đã biết tận dụng triệt để cơ hội dân số vàng để tạo nên một kỳ tích trong phát triển kinh tế, đóng góp khoảng 1/3 vào tăng trưởng như là Nhật Bản, nền kinh tế thuộc hàng top thế giới, và Singapore, Hàn Quốc, 2 trong 4 con rồng của châu Á. Riêng Trung Quốc, cơ hội về cơ cấu dân số vàng đã mang lại 15% tăng trưởng kinh tế cho nước này. Chỉ trong 20 năm qua, thời kỳ cơ hội dân số vàng là một cơ hội có 1-0-2 dành cho Việt Nam.
Do đó, việc đầu tư cho thế hệ trẻ và giáo dục, y tế, sức khỏe sinh sản có ý nghĩa quan trọng đối với năng suất lao động và sự phát triển của Việt Nam trong tương lai. Chỉ cần nắm bắt điều này thì nước ta hoàn toàn có thể tiến gần hơn với danh hiệu con rồng châu Á trong tương lai, như cách mà một số quốc gia châu Á khác đã làm. 3. Nền chính trị ổn định. Yếu tố chính trị ổn định là một ưu điểm liên tục của Việt Nam và cũng là điều kiện thuận lợi để nước ta có thể tập trung phát triển kinh tế. Với chính trị ổn định theo nguyên tắc đơn đảng, Việt Nam tránh được nhiều yếu tố liên quan đến tranh giành quyền lợi có thể gây ra bất ổn. Điều này giúp giảm thiểu những rủi ro và tăng trưởng niềm tin trong lòng người dân, đặc biệt là trong bối cảnh đầy biến động như hiện nay. Nhờ vào chính trị ổn định, Việt Nam trở nên an toàn hơn đáng kể. Mặc dù không nằm trong top quốc gia an toàn nhất thế giới, nhưng Việt Nam được đánh giá là nguy cơ thấp về đe dọa an ninh. Nhìn vào thực tế, Việt Nam là một nơi không có xảy ra bạo động khủng bố, cũng chẳng có những cuộc đổ xô đi biểu tình gây mất trật tự và ổn định. Điều này là điều không phải quốc gia nào cũng có được. Nền chính trị của nước ta ngày càng ổn định và cởi mở hơn. Hàng loạt các dự án sân bay, cơ sở hạ tầng cảng, logistics cũng đang được nhà nước và chính phủ nghiêm túc xây dựng và đi vào tiến độ, cũng như tiếp nhận tư vấn từ các chuyên gia hoạch định kinh tế vĩ mô cho khu vực và trên toàn thế giới để đẩy Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, trở thành trung tâm tài chính của khu vực. Với chính trị ổn định và sự an toàn trong đời sống, Việt Nam có thể toàn tâm, toàn lực tập trung vào các vấn đề quan trọng khác. Một lượng lớn ngân sách nhà nước sẽ được phân bổ vào kinh tế, tập trung đầu tư và phát triển để sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp vững mạnh hơn thế nữa. Vì là một quốc gia an toàn, Việt Nam cũng có những nơi được các tập đoàn và công ty nước ngoài chọn để đặt trụ sở và hợp tác chiến lược. 4. Nguồn lao động dồi dào, giá rẻ với tay nghề cao. Việt Nam không chỉ có nguồn lao động đông đảo dồi dào mà còn giá rẻ. Với tay nghề kỹ thuật ngày càng được nâng cao, nguồn nhân lực của Việt Nam có giá rẻ hơn 50% so với Trung Quốc, 40% so với Thái Lan và Philippines. Nguồn lao động dồi dào và giá rẻ có ý nghĩa trong việc phát triển nhóm ngành công nghiệp nhẹ như dệt may, công nghiệp chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng, vì một nhóm ngành này đòi hỏi nhiều lao động. Mặc dù nước ta đang có kế hoạch đầu tư nhiều hơn cho các ngành máy móc, linh kiện điện tử, nhưng công nghiệp nhẹ vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu công nghiệp của Việt Nam. Số liệu mới nhất từ Bộ Công Thương cho thấy quý 1 năm 2022, dệt may tiếp tục nằm trong top mặt hàng xuất khẩu tỷ đô, đóng góp hơn 8,84 tỷ đô cho kim ngạch chung của cả nước và tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, Việt Nam đang hướng tới chuyển dịch công nghiệp và phát triển nhóm công nghiệp nặng và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Người lao động có trình độ tay nghề cao sẽ đáp ứng được nhu cầu cấp thiết này của công nghiệp Việt Nam. 5. Sự tiếp cận với công nghệ. Cuối cùng, yếu tố đón đầu công nghệ là một lý do quan trọng góp phần vào tiềm năng phát triển của Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việc ứng dụng nền tảng số là xu hướng tất yếu, nâng cao lợi thế cạnh tranh và tối ưu quản trị doanh nghiệp. Dù ở quy mô nào, nếu không thay đổi, nắm bắt kịp thời xu hướng công nghệ thì các doanh nghiệp của Việt Nam sẽ khó tồn tại và phát triển kinh tế. Số hóa đang trở thành xu hướng tất yếu cho thế giới trong thời đại của cuộc công nghiệp 4.0. Những công nghệ số và mô hình kinh doanh mới đã làm thay đổi hoàn toàn bản chất kinh tế xã hội của nhiều quốc gia. Không phải trong tương lai, mà nhìn vào thời điểm hiện tại, xu thế hóa đã xuất hiện ở hầu hết mọi lĩnh vực, từ thương mại, thanh toán cho đến giao thông, giáo dục và y tế. Rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu tham gia vào các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki, các nền tảng thanh toán trung gian như công nghệ QR và ví điện tử thanh toán trực tuyến của các ngân hàng. Tỷ trọng của thương mại điện tử trong tổng số thị trường bán lẻ của Việt Nam chiếm 3,6%. Trong chỉ 3 năm từ năm 2016 đến năm 2018, chỉ số hiệu suất của Logistics Việt Nam đã được cải thiện từ vị trí 64 lên 39 trong danh sách hơn 160 quốc gia trên thế giới. Chất lượng và năng lực Logistics của Việt Nam cũng được đánh giá cao hơn các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, trừ Singapore và sắp đuổi kịp Trung Quốc. Có thể thấy rằng, với sự đón đầu và tiếp nhận với công nghệ, nhờ quá trình chuyển đổi kinh tế số, Việt Nam đã và đang phát triển một cách nhanh chóng, đưa vị thế đất nước lên một tầm cao mới. Như vậy thì việc trở thành một con rồng mới của châu Á là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai và thậm chí là không xa. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang ngày càng trên đà phát triển nhờ tiềm năng đầy thuận lợi. Những con số và tình hình thực tế đã cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể vươn mình trở thành một con rồng mới của châu Á. Thậm chí với nỗ lực bền bỉ, hoàn toàn có thể trở thành một quốc gia với tiếng tăm lớn tại châu Á. Điều quan trọng là liệu Việt Nam có tận dụng được thời cơ ấy hay không, và sau bao lâu thì điều ấy sẽ trở thành hiện thực. Các bạn cảm nhận như thế nào khi xem video này? Hãy bình luận ở phía bên dưới quan điểm của mình bạn nhé.
Và nếu thấy video có giá trị, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bấm vào nút chuông bên cạnh để theo dõi những video mới nhất. Cảm ơn anh chị và các bạn, và bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại.